Chào các bạn, đã rất lâu rồi, hôm nay mới được trên tay một chiếc tripod carbon to và mập như thế này. Cách đây gần 2 năm, mình có giới thiệu một mã chân C3IT hàng OEM ở một video. Và chiếc chân máy này được rất nhiều anh em nhiếp ảnh đón nhận với phản hồi rất tốt. Nhưng không hiểu vì lý do gì thì bên phía Trung Quốc ngừng sản xuất. Và từ đó đến nay, DMX 98 thiếu hẳn một chiếc tripod carbon thuộc phân khúc ống tripod 32mm. Và hôm nay, C32T đã trở lại với nhiều cải tiến đáng giá hơn bao giờ hết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau soi kỹ về nó. Các bạn lưu ý là hàng OEM nên mình xin phép không nói thêm về cái hộp bìa của nó. Và nó cũng không có tên cụ thể. C32T là tên mà chính mình đặt cho cái chiếc tripod này mà thôi. Túi đựng của C32T khá dày dặn và chắc chắn. Bên trong túi có một bộ gai spy kit. Rất tiếc là cái túi này lại không có chứa một ngăn kéo nhỏ để chứa các phụ kiện như gai đinh hay remote chẳng hạn. Hy vọng đợt tới nó sẽ khâu thêm một ngăn nhỏ ở trong túi. Tripod này chưa bao gồm đầu bôn hết. Bên mình nhận thức được đối tượng khách hàng mà chân máy ảnh C32T nhắm tới là các nhiếp ảnh gia có nhu cầu thực sự cao về chất lượng, cũng như là các bác chuyên chụp phong cảnh. Vì thế họ sẽ không tin tưởng khi sử dụng những cái đầu bôn hết không có tên tuổi. Trong video này mình sử dụng một đầu bôn hết Benro B1. Đây là một sự kết hợp khá hoàn hảo khi Benro B1 có chất lượng rất là ok và khả năng chịu tải của nó là 12kg. Bôn hết Benro B1 có giá trên thị trường khoảng 1.699.000 đồng. Ở phần ốc nối bôn hết, chân máy được tích hợp sẵn hai loại ốc to và nhỏ lần lượt là 3/8 và 1/4. Mình đánh giá cái này rất là hay nhé. Trở lại với chiếc tripod thì đặc điểm đầu tiên mà các bạn có thể nhận thấy rằng là ống tripod của C32T là cái ống tripod có đường kính rất lớn. Trong các loại tripod thì đường kính 32mm là phi lớn nhất mà mình từng thấy để làm tripod. Nếu xem qua video hoặc chỉ đơn lẻ nhìn thấy chiếc tripod C32T thì rõ ràng các bạn sẽ không thấy được độ to khủng của nó. Đặc biệt với các bạn ở xa sẽ có chung một cảm nhận rằng là chân máy nào cũng hao hao giống nhau, nhưng giá thì lại khác nhau quá nhiều. Bởi vậy mình sẽ đặt cạnh một chiếc chân máy ảnh Q99S có giá khoảng 1.000.000 đồng để các bạn dễ hình dung. Đường kính ống của tripod Q99S chỉ là 22mm trong khi C32T là 32mm. Nhìn không khác gì bố dắt con đi chơi các bạn ạ. Về một ống tripod càng lớn sẽ có điểm lợi gì? Một chân máy bắt đầu từ ống 32mm với 3 chốt khóa sẽ là 4 đoạn chân như C32T thì đoạn chân cuối cùng sẽ là 22mm. Ống tripod như vậy đương nhiên sẽ giúp tripod ổn định hơn rất nhiều so với các tripod có đường kính ống tripod nhỏ hơn. Vì được làm bằng carbon nên cân nặng của C32T là 1.7kg chưa bao gồm đầu bôn hết. Nếu so sánh với các tripod được làm bằng kim loại thì C32T sẽ nhẹ hơn từ 800g đến 1kg. Khối lượng nhẹ hơn sẽ giúp cho các bạn mang được nhiều đồ chơi hơn và đỡ mệt hơn. Chiều cao tối đa mà C32T có thể đạt tới là hơn 1.7m nếu bao gồm đầu bôn hết. Đây là một chiều cao ở mức chấp nhận được. Nếu các bạn cần chắc chắn hơn thì hạ trục đứng của tripod này xuống, chiều cao sẽ chỉ còn 1.45m mà thôi. Thêm khoảng 10cm đến ống view của máy ảnh thì nó sẽ khoảng từ 1.55 đến 1.8m. Rất phù hợp với chiều cao trung bình của người Việt, giúp các bạn đỡ phải khom lưng sau khi sáng tác nghệ thuật. Khi không sử dụng thì chân C32T có chiều cao gấp gọn là 58cm chưa bao gồm đầu bôn hết. Nó khoảng chưa đầy 3 găng tay người lớn. Theo như nhà sản xuất thì khả năng chịu tải của C32T chịu được tới 20kg. Đây là một khả năng chịu tải không thể tin nổi. Chúng ta cần phải kiểm chứng thêm. Nói chung là chúng ta cũng không nên tin hoàn toàn những gì tụi tàu khựa nó nói. Mình chỉ nên hiểu là nó dùng ok trong khoảng từ 10 đến 12kg là tốt rồi. Trên thực tế thì máy ảnh của các bạn sẽ có cân nặng từ 2 đến 5kg là chủ yếu. Vì vậy là không nên lo lắng quá về vấn đề này. Đối với những anh em có những cái máy ảnh mà lớn hơn 5kg thì mình nghĩ là họ sẽ không bao giờ tìm đến những cái chân máy ảnh giá rẻ này để mua. Chốt của chân máy carbon C32T là loại chốt vặn. Đã có nhiều video mình hướng dẫn về cách sử dụng của loại chốt này. Ở khía cạnh người dùng thì có nhiều người lại thích chốt gài truyền thống thì dễ thao tác. Nhưng đối với cá nhân mình thì chốt vặn mang lại sự tinh tế của chiếc tripod này hơn. Nếu các bạn chưa quen với kiểu chốt vặn như thế này, chúng ta sẽ để ý ký hiệu chìa khóa mở của chân máy và làm theo hướng dẫn của mình ở đây là sẽ làm được. Dưới đế của tripod có đệm cao su có thể tháo rời để chống trượt khi sử dụng chân máy ở những nền đất cứng như gạch, bê tông hay nền đá. Đối với các nền đất yếu như đất hay thảm cỏ thì gai đinh sẽ tối ưu hơn nhiều. C32T sẽ được đi cùng một bộ gai đinh mặc định 3cm của nhà sản xuất. Khi chúng ta ghim cái chân đinh này vào cỏ thì đảm bảo chân máy của các bạn cực kỳ ổn định và chắc chắn.
Nếu bạn cần yêu cầu cao hơn thì bên DMAX 98 có cung cấp cho bạn một bộ guiding 12cm chuyên trị bãi biển hoặc nền đất yếu. Ở đoạn giao nhau giữa ba chân, các bạn có thể nhìn thấy là nó tiện CNC khá tinh xảo. Khi các bạn muốn điều chỉnh góc của chân tripod thì chúng ta phải nhấc cái miếng thép thủ công ở đây lên bằng tay như thế này. Sau đó khi chân máy đã vào một cái nấc cố định nào đó thì chúng ta chỉ cần bấm một cái nút đỏ này là miếng thép này sẽ tự động sập xuống. Chúng ta lại không thể nào sử dụng bằng lực bằng tay để ấn cái miếng thép này xuống được. Chỉ có cách là chúng ta bấm cái nút đỏ này thì miếng thép này mới sập xuống được. Có một bọt nước thủy chuẩn nhỏ ở phần giao nhau giữa ba chân của tripod. Thực sự rất là đáng tiếc khi chân máy carbon C32T nó lại không thể tháo rời một chân ra làm monopod như các tripod phổ thông hiện nay. Không rõ vì lý do gì, nhưng theo mình nghĩ thì nhà sản xuất muốn đảm bảo được độ chắc chắn của cái chân máy này hơn. Trên thị trường hiện nay có một số các tripod có thương hiệu như Benro. Để mua được những chiếc tripod có đường kính 32mm như C32T này thì giá các bạn bỏ ra là không hề nhỏ. Nó sẽ rơi từ 7 đến 10 triệu. Trong khi đó, chân carbon C32T lại rẻ hơn rất nhiều khi chỉ có giá là khoảng 3 triệu đồng, chưa bao gồm đầu buôn hết. Tất nhiên thì mọi sự so sánh đều sẽ khập khiễng khi một bên là một chiếc tripod carbon đắt tiền và mang thương hiệu lớn, chất lượng đã được kiểm chứng. Còn một bên là một sản phẩm của người Trung Quốc khi mà ở Việt Nam thói quen của người dùng thường e dè so với những cái sản phẩm đến từ Anh hàng xóm này. Bù lại thì giá lại rẻ hơn rất nhiều, chỉ bằng 1/3 so với cái mấy hãng lớn. Cá nhân mình thấy nếu ở trong cái mức mà từ 3 đến 5 triệu đồng, các bạn khó có thể chọn được những chiếc chân máy ảnh carbon nào mà to khỏe như C32T mà mình nói ở đây. Đang nói là những cái chân máy mà có thương hiệu nhé. Đối với các bạn ở Hà Nội thì có thể qua trực tiếp DMAX 98 để cầm nắm và cảm nhận. Đối với các bạn ở xa thì hy vọng thông qua video này sẽ giúp cho các bạn an tâm được phần nào. Nhiếp ảnh là không biên giới, do vậy là nếu chưa cảm thấy an tâm khi xem qua video thì các bạn có thể nhờ bạn bè ở Hà Nội ngó qua một cái rồi mua sau cũng được. Tại DMAX 98 thì có ship COD toàn quốc, các bạn nhận hàng, thanh toán tiền cho người giao hàng là được. Nhưng các bạn yên tâm về chất lượng. Trong trường hợp mà sản phẩm không ưng ý thì các bạn có 3 ngày để back lại mà không cần lý do. Chi tiết các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại ghim trên video hoặc truy cập đường link phía dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.